Rồi, thân tính xin chào anh em. Hôm nay là một lô VIP giữ về luôn nè. Đó. Thì em đang chốt cho chú ở Dầu Dây Đồng Nai, chú Hùng ở Dầu Dây Đồng Nai là 6 con. Chuẩn bị lên xe là 6 con VIP luôn. Đó. Giữ giữ không nè. Y gà 95 nữa nè. Phối thác cái đít. Kem F2 ha. Lô giữ, lô này giữ luôn anh em ơi. Chú bắt một con cơ bắp về nuôi nuôi thử nghiệm đó. Đây. Từ đây tới đây thì còn lại là một cái lô này chú học tiền đây là chú ăn bao bì giữ này. Chú bắt 6 con thôi, 6 con ngoài. Về con, về theo bạn con. Về đánh nó con. Siêu khủng rồi. Quá dễ, không nhận gì chú lên xe đỉnh lên đây con, đi lên về con. Hất rít phụ. Ôi ơi giỏi quá. Lên đi bạn đi con. Rồi siêu khủng. Em cứ không gọi anh em ơi. Thank you.
đi đường xa nha. Cái đùi nó chút xíu mà, mấy con nó lớn, nó bự, chắc đi tàn hãng luôn.